gì á. Em đang gần gần, tại vì em nghe đồn á là nhà của Méo mới nhập về, cái cuộc mới đẹp lắm, nên là em me có đúng không? Đi vô mua luôn. Quên chào. Ok, vô đây mát mẻ này, mùa hè liền nè. Ok, xin chào tất cả các bạn, chào đón các bạn đã quay trở lại với kênh Minh Baby. Thì hôm nay là như nãy đã nói đó mọi người, thật sự nãy giờ đứng nhìn ở ngoài á, thấy phụ kiện quá trời luôn mà. Biết rồi, biết là thông tin chính xác rồi, không có như lời đồn. Ok, bây giờ là mình sẽ vô đây để thực hiện một cái tập về phụ kiện cho các bạn xem. Đó chính là dùng 2 triệu để mua tất cả các phụ kiện ở trong nhà của Mel Store. Nói chung là hôm nay có phụ kiện nào mới đẹp mình sẽ hút hết luôn. Tiền rồi hả? Cái đó không sao. Ok, nhưng mà trước khi vào clip thì các bạn hãy nhớ nhấn like và subscribe để ủng hộ kênh của mình nha các bạn ơi. Và đừng có quên là các bạn nhớ Facebook Nguyễn Văn Linh nè. Nó nhấp vô đó các bạn nha các bạn. Mình sẽ vô đó xem livestream cũng như là tương tác thả tim hàng ngày nha. Theo dõi phim nữa. Cái phim Bạn Gái Tôi Là Du Côn, các bạn hãy nhớ lóc dép hóng và theo dõi phim đó nha. Ok, bây giờ mình sẽ đi vô đi lẹ để ta hút hết đẹp lắm. What the? Ủa gì trời? Làm gì vậy? Mua cái túi này nè, mình phải gom hết cái phụ kiện rồi bỏ vô đây. À, đã có công tắc đúng rồi. Mọi người thấy cái túi này đẹp không? Y như con thỏ nha. Có chất nè, có hai cái lỗ tai với lại có cái đuôi luôn. Xin phép mua luôn cái này, em sẽ đựng cái mũ. Cái đuôi. Mũi. Con thỏ nào có mũi vậy? Mũi. Này, các bạn thấy cái này là cái mũi con thỏ hay cái đuôi? Các bạn hãy comment xem Linh đúng hay anh quay phim đúng. Ok, mình sẽ quả vô đây. Mình hốt cái nào mình quăng hết vô đây luôn. Gì vậy? Trời ơi. Cái này mới nè. Nó có đèn đó hay gì kìa. Alo. Đây nè. Bà nội ơi. À, nhìn nè, người ta chặn pin nè. À, em rút ra em bấm thử. Trời ơi, đẹp vậy. Ok, em sẽ hốt cái này luôn. Ở đây nó có nhiều mẫu lắm luôn á. Nè, đây giống như mẫu này. Ý, ở trong đây nó có mấy sợi dây buộc tóc á. Ý, cái nào nó cũng chớp hết trơn á. Nhưng mà nó thiết kế mẫu khác nhau á mọi người. Trời ơi, có nhiều mẫu khác nhau cho các bạn lựa luôn nè. Cha ơn lẽ giờ lấy hết. Cha ơn lẽ giờ lấy hết. Mà anh thấy cây nào đẹp anh? Một cây hồng, một cây xanh. Lấy hết luôn đi. Thì đâu mà lấy hết. Trời đau. Thì thôi em lấy cây này để Noel khách đi chơi. Với cây vương miện này đi cho nó khác nhau nè. À. Ok, lấy hai cái này. Bỏ vô đây. Trời ơi, bữa nay sao tự nhiên gì phụ kiện dữ vậy trời, mọi người nhìn nè. Đó. Phụ kiện mới không? Ê. Để từ từ em review cho các bạn xem anh làm gì, anh xôi vô mặt nó dữ gì. Ok, đây, giờ mình sẽ hút hết. Sẽ hút hết. Ok. Mình sẽ lấy cái này trước. Cái này là một cái cây cài nè, nó có cái vương miện, chua rua, với lại sẽ có một hai cái sợi dây. Tôi tức quá, tháo ra cho tôi. Nha. Ui, xin đi. Trời ơi, cái này giống như hai cái bông tai luôn á mọi người. À. Xinh quá. Bỏ vô đây luôn. Bỏ vô bao. Trời ơi trời. Tao đây nè. Bỏ vô cho nó mới. Rồi, vô túi rồi mày. Vô. Chạy qua đây coi. Đây cái gì nữa nè. Nó giống giống cái hồi nãy nhưng mà nó khác. Thấy có một nùi gì đây nè. Bỏ ra luôn. Nhìn mà biết cái gì. Anh biết cái gì? Giống cô dâu á. Vậy hả? À. Sao biết? Bây giờ. Ồ. Nè. Wow, có nguyên một cái vương miện luôn. Ui xinh quá à. Hút luôn anh này, hút đi, hút lẹ đi. Hút luôn cho nóng nè. Vô. Thôi hơi đầy cái túi này, mình mua thêm cái túi khác mình đựng. Đây. Nè, cái này còn xinh ác nữa nè. Nguyên một cái nơ trên đầu màu hồng. Cái này nằm mặt với mấy cái váy công chúa là hơi bị đỉnh nha mọi người. Hôm nay hình như đa số là phụ kiện công chúa nhiều. Hút luôn, nói chung đẹp hết. Ui. Cái này là tay thỏ nha, hai bên tay thỏ. Đây luôn. Ở gì đi luôn. Các bạn nhìn thấy là biết rồi. Đây. Cái này là cái con gấu gì thì em không có biết. Gấu ôm trái cherry, trái táo gì đó. Dâu. Hả? Trái táo bà nội ơi, bà này bà bị gì á. Cái này là mặt trăng, đang ngủ mà có cái chân luôn. Đó, cái cài lên đầu, rất là cute. Mình sẽ hốt hai cái này đẹp quá. Dí, tôi bị ghiền gấu bông. Vô, mình đi chỗ khác đi.
góc phụ kiện quen thuộc nha mọi người. Chuyên gia để phụ kiện ở mấy cái góc này. Đây, đây là những cái phụ kiện đeo tay, lắc tay á, lắc tay mà hình bông cúc bông ơ gì nè, tùm lum bông nè. Ui kinh lạ nè. Hả? Mọi người. Wow. Hốt được. Cái vòng tay gì lạ quá ta. Rút lên lấy ra. Ồ, rút ra hả? Đó. À, đây. Xinh chưa? Xuất sắc luôn. Đeo luôn hả? Ủa đeo sao? À, rút ra. Rồi xong kéo vô, anh nắm đầu, em nắm đầu kéo anh. Đó. Trời ơi, xinh không? Nè. Ừ. Đó, ok, lấy luôn. Đây, em thấy gì không? Cái này cũng hàng mới luôn á. Mấy lần trước vô em đâu có thấy cái này đâu. Nè, cái này là hình trái tim. Đây, này ngôi sao. Lấy hai cọng này, có mấy chục ngàn cái à, rẻ lắm luôn á. Muốn hai cái không đi? Xinh quá rồi, để phối với mấy cái đồ bánh bèo đồ là ngon lành cành đào luôn. Ok, mấy cái này em có hết rồi. Mẫu này luôn, cũng nhỏ cũng to, nhiều lắm nè. Mọi người thấy không? Mình lấy chụp thử luôn hay vậy? Thôi, mình thích cái mẫu nào mình lấy mẫu đó, mình lấy hai tầm thử thôi. Cái này là mấy cái hũ mà dây phun bột tóc nhiều màu nè mọi người. Đó, mà mấy cái này không có hợp với mình. Cái này xinh nè anh, em tháo ra thử. Thấy hột lụ, hột sàn, trong này giống như chơi nè. Cái bột tóc nè, nhiều màu. Cái này là bột tóc đó mọi người. Wow nè mọi người, cái này mình buộc lên đầu hơi bị xinh nha. Mình có thể đeo tay được luôn nè. Yeah. Ôi xinh vậy. Ok, em sẽ lấy nguyên hũ này luôn. Ở trong này có rất là nhiều màu. Em chốt cái này. Ok, vô giỏ em ơi. Rồi. Đây là nguyên hộp vàng cài mới luôn. Cái này là mình đeo vô ngày Noel. Được, em sẽ hút cái này em cài lên xong em sẽ cầm cái cây đũa thép kia để em đi Noel. Ok, đây, mình sẽ lấy cái này nha mọi người. Như cái này nó khác nhau nè. Cái này thì nó sẽ có con tuần lộc trên đây. Con này nó sẽ có cục bông. Mình lấy hai cái luôn. Thôi chưa được. Còn tiếp chưa hết luôn. Hai mẫu này cũng mới luôn nè, mấy bữa trước mình không có thấy cái này. Đây, cái này là con cây cải của con gấu. Cái này là cây cải của con ếch. Gì? Anh mấy cái cạp tóc này đẹp quá nè. Đây, em sẽ dỡ lên cho các bạn xem cho nó dễ. Ở trong đây nó sẽ có những cái kẹp tóc mà có hình cây kẹo nè, hình trái dâu, trái này trái kia nhiều lắm. Wow, mình sẽ lựa mấy cái, mình sẽ lấy mấy cái. Có hình trái cây nữa nè. Cái này là loại to, có trái cây. Kem. Mình thích ăn cái gì mình sẽ lấy cái đó nha. Rồi, mình hay uống nước cà rốt, mình sẽ lấy một cái kẹp cà rốt cho mình. Và mình sẽ lấy một cái cây kẹo bông, một cây kẹo này đi, cây kẹo màu đi. Ok, lấy hai cái này. Cái gì vậy? Làm gì vậy? Em thấy cái gì dần dần ở đây nè. Trời ơi. Mở nó lấy qua đây lấy cho chị. Trời ơi, đây là một cái túi sắt bò sữa nha. Trời ơi, bò sữa là đang hot rần rần ở cái tháng này nha mọi người. Tháng 11 là hot bò sữa rần rần luôn. Hot trend mà mọi người, mình hút cái này đi. Xuất sắc luôn, cái này cũng là phụ kiện nên là Linh mua được nha. Nếu sao không mua đồ là được đây. Ok, chicken man có cái ba lô là mới luôn. Vàng khè luôn, nguyên một con. Nguyên một con vịt. Gì à? Ấy, cái nó gì kêu đây? Mà cái con vịt nó kêu được luôn á. Em mà để trong này nhìn cái ba lô mà thiết kế kiểu trong như thế này, cái mình nhìn vô mình thấy mấy con này nhìn nó đẹp ghê luôn á. Đi cái này mới nè, mẫu này mới nè. Có màu vàng với màu xanh da trời khá là đẹp luôn. Mình gỡ ra là nó sang vậy. Ok. Hốt cái này đi, cái này xinh quá nè. Anh cầm bớt em cái coi. Hốt. Rớt vô đầu rồi nè.
dễ gì, mình đâu ngu đâu. Ê, cái này cái gì ta? À, một cái túi sách kiểu đi du lịch hay là đi đâu ngắn hạn á mọi người. Mọi người xách cái này đi cũng ngon nè. Trời ơi, xinh quá đó, mình sẽ xách lên xách nhẹ. Xách gì kỳ vậy? Thì xách vậy chứ sao? Bỏ đồ nhiều quá nặng quá thì mình phải xách vậy chứ giờ mình xách sao? Lao. Ok, chốt đơn. Chốt đơn cái túi này đi anh ơi. Để đây đi. Cái này gì vậy? Giấu rồi mà. Ê, thấy bên kia kìa, bên kia lên. Cái gì? Bên kia có kiến hot lắm. Sao? Đó. Gấp không? Gấp kiến. Thì mẹ em lấy cái này. Lạ lắm nè, cái này là hàng mới á. Cái này là để móc khóa nè. Treo à, anh thấy không? Để treo vô mấy cái túi em mua. Đúng rồi, treo vô đây rồi. Không được. Đâu, cái nào đâu? Đó. Đó. Trời ơi. Gì vậy? Trời, cái này mất kiến hả? Ừ. Tưởng đâu chắc khớp phụ kiện hay cái gì vậy, gắn lên đầu hay gì. Trời ơi, đây là một cái kiến nha mọi người. Nãy giờ tưởng lộn là cái gì. Đó, mình đem thử. Trời đất ơi, anh thấy được không anh? Được. Mắc cười lắm hả? Ờ, nó mắc cười lắm. Ờ, có một cái chơi mọi người để dành hài thì đó mình quay cũng được. Ok, mình sẽ hớp một hớp một chiếc khóm nha. Nhưng mà mình thấy phía sau chiếc khóm nó có một cái trái gì nữa đó, nó gọi là lạ. Từ để mình bỏ vô. Có nè hả? Quên, phải bỏ đây chứ, trời ơi quên. Thôi chỗ bỏ là anh cầm luôn đi. Tại vô nè, nè, có nè. Đây nè, tràn trề lên tới đây rồi. Bây giờ mình sẽ coi cái này cái gì. À, mắt kính tiếp luôn. Trời ơi, đây là một cái kiến hình unicorn, hình trái tim. Để vô. Mọi người thấy cái này xinh không? Lạ không? Lạ lùng chim én liền chứ gì, có không? Đó, có một cái về làm hài chơi. Đó, cu te liền. Ok, bây giờ mình sẽ đi tính tiền. Tại vì mình ngó nãy giờ thì nó đã hết rồi. Mình đã mua quá trời quá đất rồi. Đây nữa nè, đây đây. Chị ơi, tính tiền. Đây đây, từ từ để em sẽ đổ lên cho chị. Ủa lộn. À đây cái này nữa. Cái này luôn. Từ nha. Cái này nè. Đó. Rồi chị, vô. Đây. Wow. Đây là những cái em đã mua được. Trời đất ơi. Quá trời luôn. Trời luôn. Đó em mua hết chứ đó chị. À, tính nha. A few inches later. Của mình là 2.011 nghìn. Lại đẻ nữa thì cũng không có thích số lẻ. Xin bớt nữa hay gì, xin hoài mặt dày ghê trời. Sao anh biết? Người nào qua đây cũng xin chị bớt tiền. Chị em không có xin nha chị, em không có xin. Nhưng mà chị bớt. Chị 2.011 nghìn. Bữa nay lại được giảm, ok. Tại vì khách quen mới giảm nè mọi người. Ok. Anh ơi, cái bổn phận của anh á. Nè, anh có 11 ngàn nè. What? Đó. Ủa còn chi? 11 ngàn được giảm mà. 11 ngàn hả không? Đó, em cầm đi. Còn 2 triệu em trả đi. Nhưng mà 11 ngàn này là chị giảm rồi. Ờ, vậy hả? Trả 2 triệu. Vậy thôi, chứ sao giờ đi nha. Về nha. Trả thẻ, trả thẻ. Cứ cái bài này làm hoài nè, cầm đi. Không có cần, cái 11 ngàn này không có trả đủ. Cảm ơn à. Cảm ơn. Tôi bỏ vô túi tôi luôn, tôi ghét rồi. Ok, chạy tiếp để chị giúp giùm em nha. Ok, ờ quên. Anh nhầm tay nổi tính rồi, tại tay rồi. Trời ơi, hẹn chi tưởng nó bảo quên. Trời ơi. Ờ, nhớ ship nha, bye bye chị, cảm ơn chị. Ok, bây giờ mình sẽ đi về đây các bạn ơi. Mình đi về để mình đi uống trà sữa thôi. Ừ, nếu như các bạn thích clip này thì các bạn hãy nhớ nhấn like và subscribe để ủng hộ chương trình của mình với các bạn. Và các bạn đừng có quên. Anh ơi, em nghĩ đi rồi. Em nghĩ đi rồi. Liệu. Và nếu như các bạn có những cái ý kiến là muốn yêu cầu Linh làm á, những cái thử thách hay là những cái gì, các bạn muốn mua đồ gì hay cái gì các thứ á, các bạn hãy comment luôn. Mình sẽ đọc và lựa ra cái nào ok nhất thì mình sẽ thực hiện theo. Ok, còn bây giờ thì bye bye.